Tần chào cô chú anh chị và các bạn nha. Lời nói đầu tiên cho Tần chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi sáng cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Giờ Tần mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Tần để tham quan và khám phá một khu resort tại Ông Lan. Khu resort có tên là Mangro Bay nha cô chú anh chị và các bạn. Buổi sáng ở khung cảnh khu resort Mangro Bay thì rất là mát mẻ, cây xanh tùm rất là đẹp nha. Bây giờ Tần dẫn cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Tần để tham quan khu resort Mangro Bay này nhé. Xe khách du lịch đậu rất là đông. Cảnh khung cảnh nơi đây rất là đẹp nha cô chú anh chị và các bạn. Đường đi xuống phía dưới, khung cảnh rất là thơ mộng. Xung quanh thì trồng rất là nhiều cây xanh nè. Nói chung là thiên nhiên chiếm hơn 70% nha cô chú anh chị và các bạn. Đường đi thì có xe điện chạy đưa đón nhân viên nữa, khách du lịch, nhà hàng, massage, lễ tân, nhà hàng. Đây là biển chỉ dẫn, restaurant, massage nè, quầy lễ tân nè, biển chỉ dẫn. Bầu trời thì trong xanh luôn. Ở phía trước mặt Tần đó là một hướng dẫn viên. Đi đâu vậy hướng dẫn viên? Khung cảnh rất là mát. Đây. Khu vực của khu resort Mangro Bay. Đây là massage Happy House. Khu vực phòng được trang trí và thiết kế rất là mộc mạc, vui gần gũi với thiên nhiên. Đây là quầy pha chế, quầy nước, cũng là quầy ăn, gọi món ăn luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Khu vực thì gần cái biển, nói chung là khách du lịch, khách Tây ở khu vực này rất là nhiều. Đây là thực đơn bữa sáng nha cô chú anh chị và các bạn. Cà phê sô cô la nóng. Có bây giờ sô cô la đá hả? Cái nước đó là từ trên đây xuống tới đây nó phụ thu 40.000, còn này mình chỉ muốn chín. nãy ăn rồi. Ở khung cảnh ở khu resort Mangro Bay thì ở phía trước mặt mình một cái sảnh, một quầy ở có view biển rất là đẹp. Chế mấy cái bung galo của mình là nằm dài dài hướng đó đó hả chế? Chú đi đường nào mình tham quan được chứ? Mình đi tham quan. Dạ. Dạ em đi tham quan vòng vòng em quay cảnh rồi chứ. Anh ra ngoài quầy lễ tân, anh sẽ thấy một cái đường anh xem, thấy chị của anh xem. Dạ. Anh đi qua một cái nhà hàng nữa. Dạ. Là biết ba ở bên anh xem, mà dài có phòng dài dài. Dài dài hướng đó có không chứ? Dạ có. Có luôn hả? Vậy em cảm ơn chú kêu đi, chú gọi đi, chú con quay lại.
Bây giờ Tần mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng theo chân Tần để tham quan những bungalow ở khu resort Mangrove Bay này nhé. Cảnh buổi sáng thì ở Phú Quốc này cũng mưa bất chợt, có những cơn mưa bất chợt nghe cô chú anh chị và các bạn. Cảnh rất là đẹp nha cô chú anh chị và bạn, khách du lịch rất là đông luôn. Đường đi của những khu resort thì có đá nè, đá đất đỏ. Những bungalow được thiết kế gỗ chứ. À, rất là đẹp nha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn mình thích sự yên tĩnh thì hãy đến khu resort Mangrove Bay để mình có kỳ nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời nha. Dạng kiểu như nhà sàn vậy nha cô chú anh chị và các bạn. Chủ yếu là ở resort này là gỗ và mây, lợp bằng mây. Đi dọn phòng hả chứ? Ở đây của mình hết thảy là được bao nhiêu căn bungalow, căn nhà gì chứ? 4 phòng. Dạ. 43 phòng hả chứ? Hướng này nhiều hay hướng ngược lại kia nhiều chứ? Hướng này ít, hướng kia nhiều lắm. Hướng này có 9 phòng mà. Dạ. Hướng này có nhà hàng gì không chứ? Có nhà hàng, có cái đó có nhà hàng. Đằng này chưa mở. Dạ. 10 giờ mới mở. Còn đằng kia là nhà hàng. Dạ. Ở đằng này 3 như là từ chỗ cũng có nhà hàng. Dạ dạ. Khúc phần này nè, anh đi khúc phần này là không nhiều lắm. Dạ dạ, em cảm ơn nghe chứ. Phòng này có 9 phòng thôi. Dạ. Để tầng quay hướng này 9 phòng này cho cô chú chị và bạn mình cùng xem, rồi Tần sẽ đi ngược quay lại. Ở đây thì khu vực này thì hơi chắc tầng trọng, thấy trồng rất là nhiều cây xanh xung quanh những căn nhà, những ngôi nhà bungalow này như vậy thì có thể cũng có muỗi nha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị và các bạn đi du lịch nha, hãy nhớ đem theo súp phao nè để đồ diệt côn trùng, tại vì
khu resort này rất là thiên nhiên luôn. Ở phía đây thì có sân bóng chuyền dành cho khách du lịch. Đây là nhà hàng Welcome to On the Sand Restaurant, giờ mở cửa. Đây nghe cô chú anh chị và các bạn, khu vực này là 11 giờ mới mở cửa khu vực nhà hàng. Bây giờ Tần mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng đi ngược vào hướng phía bên kia nha. Để Tần tẻ đi tham quan ở khu vực này một tí. Ở khu vực này có một cây rất là to, cổ thụ luôn cô chú anh chị và bạn. Tần không biết cây gì, được khu resort thiết kế xích đu nè. Sáng thì các anh chị nhân viên vào dọn phòng cho khách. Thằng thấy khách Tây thì rất là ưa thích những khu resort được làm từ gỗ. Nói chung là thiên nhiên càng nhiều thì khách Tây rất là thích nha cô chú anh chị và bạn, như là thích view biển. Khu resort này được 46 căn nhà, 46 bungalow. Ở phía bên kia thì 9. Bên này thì 37 căn. Phía trước thì có những bàn ghế, cây dù, gành đá cho khách sáng ra đây thư giãn.
Đây là yoga phòng massage để thằng đi dưới này một tí. Ở khu vực resort Mangro Bay này thì không có bãi tắm nha cô chú anh chị và các bạn, chỉ có cảnh biển, những vòm đá thôi, nhìn cũng rất là đẹp. Nói chung là ổn. Nãy tầng đi lên phía trên một tí. Tặng thấy ở khu vực resort này thì được treo những lồng đèn như thế này rất là nhiều nha cô chú anh chị và các bạn. Khách rất là đông luôn. Đi vào khu resort Mango Bay này mình không sợ nắng nghe cô chú chị và các bạn, rất là nhiều cây to, cây cổ thụ che mát khắp đường đi. Chế dọn phòng hả chế? Ở đây mình phòng gì mình mướn đêm nhiều chế? Vậy hả? Dạ. Phòng rất là nhỏ mà xinh xắn nha cô chính chị và các bạn.
khách du lịch buổi sáng thì ra khu vực mé biển sảnh trước của quầy lễ tân thì rất là đông nha cô chú anh chị và các bạn. Ra cái bàn của mình ngồi qua đây. Chú gọi ra gì vậy? Nước gì vậy? Tần đã gọi ra 2 ly sinh tố thơm nha cô chú anh chị và các bạn. Giờ Tần mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng uống sinh tố cùng với Tần nha. 2 ly sinh tố. Nãy dáng nha. 115. Ly hả? Ly sinh tố thơm này có giá 115.000 một ly nha cô chú anh chị và các bạn. Đó. Quang cảnh toàn cảnh ở khu vực này. Giờ video của Tần cũng đã dài, Tần xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị và các bạn thấy video của Tần hay cho Tần một like, comment, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp Tần nha, để Tần có thêm động lực ra những video tiếp theo. Bây giờ Tần chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình nha. Bye bye.